Lộc Phụ Hồ khoe ảnh vợ mới cưới. Mới đây Phạm Văn Lộc, Lộc Phụ Hồ đã chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng trên trang cá nhân khiến nhiều fan bất ngờ. Xuất thân là một anh thợ phụ hồ, Lộc bất ngờ được rất nhiều người yêu mến khi làm các clip giải trí trên nền tảng YouTube. Với phong cách nói chuyện giản dị, tình cảm, Lộc thu hút rất nhiều người xem và có lượng fan nhất định của mình. Đã có thời gian anh hợp tác với hot girl Trân Trần để làm clip và được đón nhận rất nhiều. Anh chứng tỏ sức hút của mình khi kênh YouTube đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi. Tự nhận mình là một người xấu trai nhưng Lộc lại cưới được vợ là hot girl cực xinh. Sau khi Lộc Phụ Hồ chia sẻ hình ảnh vợ mới cưới, nhiều fan của anh đã bình luận chúc phúc cho cặp đôi.